xã Gia Tân. Bà con và các bạn thân mến, đến năm 2016, người dân tại 40 tỉnh trên khắp cả nước sẽ có cơ hội sử dụng Internet miễn phí ở các thư viện tỉnh, huyện, xã sẽ được giảm 50% cước phí khi cập Internet để tìm kiếm thông tin hữu ích, góp phần cải thiện đời sống kinh tế, văn hóa của mình. Đây là kết quả của việc triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do huyện Belinda Gates tài trợ với tổng kinh phí tới 50 triệu USD trong thời gian 5 năm kể từ năm 2014 đến 2016. Ngày 12 tháng 7 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 1138 trên TTG QHQT về việc tiếp nhận và triển khai dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam. Dự án do quỹ Belinda tài trợ thuộc Bộ Thông tin Văn hóa Truyền thông chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và